Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin quan điểm về bản sao Angkor Wat ở Đà Nẵng mà Campuchia đang đòi điều tra. Theo tờ báo Khmer Times của Campuchia vào hôm 7 tháng 2 năm 2022, sau khi thông tin bản sao Angkor Wat trong công viên giải trí ở Đà Nẵng của Việt Nam lan truyền trên mạng xã hội ở Campuchia. Người phát ngôn Bộ Văn hóa và Mỹ thuật nước này là ông Long Buna cho biết đang điều tra vấn đề này và thu thập đủ thông tin trước khi bắt đầu thảo luận với Việt Nam. Ông Long Buna cho Khmer Times biết rằng chúng tôi đã yêu cầu Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam đi thực địa và điều tra xem ngôi đền có được xây dựng như bản sao chính xác của Angkor Wat hay không và sẽ đệ trình một báo cáo chi tiết về việc này. Theo ông Long Buna, Việt Nam chưa bao giờ thông báo với Campuchia về ý định xây dựng một bản sao của đền Angkor Wat hoặc thảo luận với họ trước khi công trình bắt đầu xây dựng. Đây là hình ảnh phiên bản Angkor Wat ở công viên giải trí Đà Nẵng. Trên mạng xã hội phổ biến tại xứ Chùa Tháp, ngoài một số ý kiến phản đối, cũng có nhiều người Campuchia cho rằng không nên phản ứng thái quá về việc này. Công viên chủ đề mang tên Asia Park ở thành phố Đà Nẵng nên họ sao chép các địa danh ở nhiều nước châu Á như Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Campuchia, vân vân. Nên đừng phản ứng thái quá về điều này. Không ai đánh cắp Angkor Wat của Campuchia, mọi người đều biết nó là của Campuchia. Họ sao chép để thu hút khách du lịch đến có tiền xem Angkor Wat giả. Khách du lịch muốn xem đền thật cho dù nó có bị hư hại vân vân. Đừng lo lắng, người dân Campuchia vẫn đến xem đền thật. Hãy truyền bá tình yêu văn hóa và di sản của chúng ta, tôi không thấy có gì sai cả. Giống như chúng tôi đang cố gắng mang những nền văn hóa khác nhau đến với xã hội của chúng ta ngày nay. Khu bản sao Angkor Wat mà báo chí Campuchia nói đến nằm trong khuôn viên của Sun Quốc Đà Nẵng, tại số 1 Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Nó được mô phỏng theo kiến trúc của đền Angkor Wat, khu di tích lịch sử văn hóa ở Campuchia, một trong những kỳ quan của thế giới. Toàn bộ quần thể kiến trúc mô phỏng đền Angkor Wat gồm có tháp và những bức phù điêu, hành lang làm từ đá tảng xếp chồng lên nhau và tượng Phật, vũ nữ, chiến binh và những hình hoa sen. Khu du lịch Sun Quốc Đà Nẵng đã hoạt động nhiều năm qua, tuy nhiên đền Angkor Wat phiên bản Việt Nam hiện đã bỏ hoang và bị rào lại. Đây là hình ảnh khu du lịch Sun Quốc Đà Nẵng. Chị Huỳnh Hằng, một cư dân Đà Nẵng, người đã đến công trình mô phỏng Angkor Wat ở Đà Nẵng cho đài tiếng nói FA biết ý kiến của mình hôm 7 tháng 2 như sau. Việt Nam bây giờ rất lộn xộn về mọi thứ. Họ không hề có ý kiến, kiến thức và ý kiến về tác quyền. Họ xây dựng để muốn khác lạ và thu hút tiền vé tham quan của người dân. Cái chính là cần giáo dục của cho họ, họ đã sai. Vụ này Campuchia làm mạnh tay cũng tốt, trả lại sự đàng hoàng, khái niệm trong kiến trúc. Chị thì không ủng hộ, bởi mỗi nước sẽ có những bản sắc riêng hoặc ý tưởng hay không cần vay mượn. Hơn nữa, các đền thờ Angkor Wat vốn rất linh thiêng đối với người dân Campuchia. Hiện công trình đã bị bỏ hoang, rào rất kỹ và người dân Đà Nẵng ít ai biết. Công trình được xây bằng đá rất đẹp và công phu. Ông Long Kosa, phát ngôn viên của cơ quan ASPRA, khi trả lời báo tờ báo Khmer Times cho biết cũng đang thu thập thông tin về cấu trúc được xây dựng tại Việt Nam và một khi họ có đủ bằng chứng sẽ trình lên tất cả cho các bộ và cơ quan liên quan giải quyết. Ông Kosa nói thêm, theo video chúng tôi xem về Đà Nẵng ở Việt Nam, một số bộ phận trông giống với đền Ta Phrom, cổng Angkor Wat và đền Tham Thầy. Đây là hình ảnh công trình mô phỏng Angkor Wat ở Đà Nẵng giống y như thật. Liệu có thể có tranh chấp pháp lý giữa Việt Nam và Campuchia liên quan đến vấn đề này hay không đang là câu hỏi đặt ra với nhà cầm quyền tại Việt Nam. Luật gia Phạm Công Út khi trả lời đài FA vào hôm 7 tháng 2 cho biết về những quy định pháp luật liên quan đến vấn đề tranh chấp tác quyền khi xây dựng công trình Angkor Wat mô phỏng như sau. Nó còn tùy kiện ai, thứ nhất là chính phủ Việt Nam, thứ hai là cơ quan tổ chức nằm trong Việt Nam, thứ ba là cá nhân của Việt Nam. Nhưng vậy tùy chủ thể nào bị kiện, ví dụ chính phủ Hà Nội vì thông qua trọng tài quốc tế, còn cá nhân
hay pháp nhân bị kiện tại Việt Nam. Theo luật thì bảo hộ tác quyền tác phẩm tác giả có hiệu lực 50 năm, nhưng Angkor Wat đã có hàng ngàn năm nên không còn quyền tác giả và tác phẩm. Do thời hiệu không còn nên kiện thì bất kỳ tòa nào cũng sẽ từ chối. Ví dụ tháp Eiffel, một biểu tượng quốc gia của Pháp, thì nhiều nước cũng nhái làm trong các khu vui chơi, nhưng Pháp không kiện vì đã hết thời hiệu. Cổng Khải Hoàn Môn của Pháp cũng như vậy. Đây là hình ảnh đền Angkor Wat thật tại tỉnh Siem Reap, Campuchia hôm 29 tháng 11. Theo đó, theo luật gia Phạm Công Út, Angkor Wat mà bất kỳ quốc gia nào hay Việt Nam làm thì Campuchia cũng không thể kiện theo luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Thạc sĩ Hoàng Việt, giảng viên trường đại học luật tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi trả lời đài FA vào mùng 7 tháng 2 cũng cho rằng việc này đã có tiền lệ và có thể sẽ không ảnh hưởng gì. Ông nói, thật ra trên thế giới có nhiều tiền lệ rồi. Thứ nhất là Angkor Wat thì người ta nhái lại cũng không ảnh hưởng bản quyền. Vì chúng ta đã thấy tiền lệ ví dụ như Las Vegas, họ có xây kim tự tháp ở đó. Hay Trung Quốc có xây Trung Hoa Cẩm Tú, họ xây mô phỏng thu nhỏ tất cả các di tích kỳ quan trên thế giới. Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì cả, có lẽ phải coi thêm, nhưng trước đây nhiều quốc gia không có vấn đề gì trong chuyện này. Tôi sẽ nghiên cứu thêm, nhưng Campuchia thì thường có những tuyên bố mang tính chính trị nhiều hơn. Tại nhiều địa phương của Việt Nam, rất nhiều khu du lịch xây dựng các mô phỏng mô hình kỳ quan thế giới như Angkor Wat, tượng nữ thần tự do, tháp Eiffel, vân vân. Và liệu việc xây dựng các công trình mô phỏng có hiệu quả trong việc thu hút khách du lịch hay không cũng là câu hỏi được đặt ra. Đài FA hôm 7 tháng 2 cũng liên hệ với ông Nguyễn Văn Mỹ, chủ tịch công ty Lửa Việt Tour, và được ông cho biết ý kiến như sau. Với quan điểm cá nhân thì theo tôi là không nên, vì cái gì mô phỏng thì không bao giờ bằng thật được. Đây là hình ảnh công trình mô phỏng Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc tại khu du lịch Quỷ Núi Đà Lạt. Vì nó không chỉ cần giống nhau đơn thuần về chất liệu, kiểu dáng, mà còn phải là thời gian, đặc điểm là cái hồn của nó, nhất là các công trình tầm cỡ thế giới. Giờ mình dùng kỹ thuật hiện đại tái tạo cho giống thì theo tôi bắt chước một cách máy móc, không bao giờ đạt chuẩn về văn hóa và tôi không khuyến khích. Theo tôi, mình có thể học tập thiên hạ để sáng tạo văn hóa Việt Nam có kiến trúc rất riêng. Còn làm công trình kiến trúc để câu khách, câu view thì cũng chỉ đáp ứng được một lượng khách nội địa nhất định, thích chụp ảnh, ghi hình, thích hào nhoáng kiểu check-in mới tìm đến cái giả. Chứ khách nước ngoài, họ tìm cái thật chứ rất ghét cái giả tạo, và người ta đi tìm những điểm thật chứ ai đi điểm giả như thế. Cũng theo ông Nguyễn Văn Mỹ, các nước văn minh không ai bắt chước như thế cả. Việt Nam dù không có công trình tầm cỡ, nhưng cũng có kiến trúc đặc thù riêng gắn với lịch sử, văn hóa, cốt cách của người Việt. Ông Mỹ cho rằng du lịch là nghỉ dưỡng gắn với trải nghiệm, nhưng phải gắn với ngon, đẹp tùy khẩu vị, quan điểm của mỗi người, nhưng phải lạ, không đâu có. Vì theo ông Mỹ, nếu đi du lịch mà chỗ nào cũng giống nhau, thì người ta ở nhà cho xong. Kính mời các bạn xem bản tin, khi thế giới lãnh đạo trở thành tầng lớp thống trị giàu có, cải cách thế nào đây? Giới lãnh đạo của Việt Nam hiện nay đã trở nên hữu sản giàu có. Họ khác biệt với thế hệ cộng sản, nguyên thủy, vô sản. Có cơ hội chuyển hóa đặc quyền thành đặc lợi và tìm mọi cách để duy trì chế độ đã thay đổi về bản chất. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã có bài bình luận phân tích đăng trên EFA về sự khó khăn của ý đồ cải cách thể chế khi tầng lớp lãnh đạo của Việt Nam hiện nay ngày càng giàu có, thậm chí là siêu giàu và cấu kết chặt chẽ với các tập đoàn nghìn tỷ. Đây là hình ảnh một người lái xe ôm đang ngủ trên chiếc xe máy trước một tấm biển quảng cáo khu nhà cao cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu đặc điểm nêu trên được tính đến như một thực tế thì việc tiếp cận với cải cách sẽ phải thay đổi để có thể mang lại niềm tin cho người dân. Đó là xây dựng các thể chế cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình dân chủ hóa xã hội. Thực tế, sự giàu có của quan chức là không thể phủ nhận. Để biết đầy đủ mức độ đến đâu là không thể, vì đây là chủ đề nhạy cảm với chế độ, nhưng quá trình sở hữu hóa nhanh chóng, đặc biệt trong thời buổi tranh tối tranh sáng của kinh tế thị trường mang tính xu hướng và có hệ thống. Trước hết,
từ những lời đồn bàn tán của dư luận về nhiều nơi và trong nhiều tình huống bên lề với sự kiện quan trọng hay mỗi khi có tham quan bị trừng phạt. Chẳng hạn trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, những khối tài sản khủng, những biệt phủ, những ngôi nhà mặt phố hay các trang trại của nhiều lãnh đạo cấp cao nhất được nêu đích danh và bị tung hô trên các trang mạng như Quan Làm Báo, Dân Làm Báo, vân vân. Những tin tức kiểu như trên chỉ được xem là các thủ đoạn đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ của Đảng. Tuy nhiên, từ khi Đảng đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng không vùng cấm, dư luận dần biết rõ hơn vì sự giàu có quan chức qua các phương tiện truyền thông của nhà nước. Lúc đầu có thể chỉ là những tin đơn lẻ ở một tỉnh miền núi kiểu như trường hợp một giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái có khu biệt phủ khang trang, cầu treo, hổ cá trong vùng đất rộng hàng hecta, khiến dư luận xôn xao. Sau đó, từ các vụ đại án tham nhũng như Út Chọc, Vũ Nhôm hay nhận hối lộ hàng triệu đô la, tuy còn hạn chế nhưng đã phần nào phản ánh quy mô và tính chất giàu có của quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Các nhà cải cách đã công khai thừa nhận thực trạng giàu có của quan chức trong bộ máy công quyền, đã ban hành những quy định về kê khai tài sản của công chức từ cấp phó phòng trở lên. Đây là hình ảnh các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 13 hôm 31 tháng 1 năm 2021. Ở một số đơn vị sự nghiệp công lập, bản kê khai này được niêm yết công khai cho các nhân viên, nhưng ở cấp lãnh đạo cấp cao của Đảng được phân cấp quản lý hồ sơ, thường là tài liệu mật đối với cấp cao nhất. Tuy nhiên, chính sách này gần như là thất bại, mang tính hình thức và không có ai bị xử lý về nguồn gốc bất minh. Thậm chí trái lại, những phản ứng ngược đã xuất hiện khi cho rằng liệu có vi phạm quyền riêng tư hay không. Không thể kiểm soát được nguồn gốc tài sản, giải pháp chính sách chống tham nhũng dựa trên bằng chứng đã trở nên bế tắc. Gần đây, tại phiên họp 21 vào ngày 20 tháng 1 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng tiêu cực, ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm trưởng ban đã phát biểu về tăng cường kiểm tra đảng khi có dấu hiệu như một lời cảnh báo mang tính tình huống. Mục đích chống tham nhũng được đảng coi trọng để đảng và nhà nước trong sạch vững mạnh, nhưng dường như chính sách này đang gặp thách thức từ chính nội bộ của đảng. Nhiều vụ việc và quan tham hơn đã bị trừng trị, nhưng tình hình nghiêm trọng của quốc nạn tham nhũng không thuyên giảm. Đảng đã biện minh cho thực trạng này là sự suy thoái của các quan chức hư hỏng. Số bị lộ, bị xử lý và chưa bị lộ được cảnh báo, nhưng những vụ việc gần đây như đại án Việt Á hay Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cho thấy tham nhũng vẫn phát sinh mỗi khi có cơ hội trục lợi, dù hành vi trên đã bị lên án là tội ác trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây chết chóc và tàn phá nền kinh tế. Gần đây, nhiều ý kiến đã thẳng thắn chỉ ra căn nguyên của tình trạng tham nhũng là sự tha hóa quyền lực. Đây là hình ảnh vào hồi tháng 3 năm 2021, các trang của Đảng đồng loạt nổ bom về bộ kit xét nghiệm dở. Tuyên giáo nói bộ kit xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận để bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Còn đài truyền hình Việt Nam VTV thì nói nhiều nước đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Tờ báo Thanh Niên cũng nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm. Tất cả đều là thông tin dối trá và tiếp tay cho Việt Á thu về 4.000 tỷ trong thời gian rất ngắn giữa đại dịch người dân đang khốn khó. Trong phiên họp 21 nêu trên, dự kiến xây dựng một quy chế kiểm soát quyền lực được giao cho Ban Nội chính Trung ương chủ trì soạn thảo. Đây có thể là nỗ lực được trực tiếp thiết kế để lồng thể chế được nêu lên trước đại hội lần thứ 13, nhưng có thể dự đoán sẽ gặp thách thức rất lớn từ nội bộ bởi ta đánh ta đang đến hồi rất căng thẳng. Bộ máy công quyền khác thời cách mạng về bản chất, trong đó giới lãnh đạo vô sản đã trở thành tầng lớp hữu sản giàu có kinh hoàng. Nhấn mạnh chỉnh đốn đảng mong muốn quay trở lại mô hình Lenin về tổ chức nhân sự để có thể lật ngược tình thế khó khăn sau cách mạng vô sản tháng 10 Nga năm 1917. Đó là mô hình chuyên chế, trong đó bằng bạo lực những đảng viên Đảng Cộng sản nhận sứ mệnh lịch sử dù là thiên đình hay thần linh giao phó, cách giải thích bí hiểm đã từng được Thomas
là một triết gia người Anh thế kỷ 17 mô tả là quyền thiêng liêng của các vị vua, là lãnh đạo quốc gia phá bỏ áp bức bóc lột và xây dựng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong suốt hơn một thế kỷ tồn tại, bộ máy đảng trị dù luôn điều chỉnh để thích nghi với tình hình nhưng đã thay đổi về bản chất từ khi chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường. Giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã hình thành tầng lớp thống trị mới, gốc có đặc quyền, đặc lợi ở hầu hết các vị trí quan trọng trong mọi lĩnh vực hoạt động, từ hệ thống chính trị là đảng, nhà nước và các đoàn thể đến kinh tế, văn hóa, xã hội. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã bị Phạm Nhật Vượng lợi dụng trở thành một nhân viên đại diện cho Vingroup để trao giải VinFuture. Trong lúc đó, Vingroup mở hết công suất quảng bá cho các chiến lược mới về xe ô tô điện, mặc dù trước đó đã lỗ hàng tỷ đô la và phải dừng sản xuất xe xăng. Sự vận hành của nó được biện minh nhằm mục đích giá trị lý tưởng cao đẹp, nhưng đã phụ thuộc vào bộ máy này và quyền lực của nó tập trung tinh vi và phức tạp theo hình tháp, với đáy là các chi bộ, cấp cơ sở thực thi qua các cấp trung gian lên đến đỉnh, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực tối cao của Đảng và kết thúc bằng quyền lực tuyệt đối, đó là ông Tổng Bí thư. Mô hình này được du nhập, sáng tạo để thích nghi với chế độ phong kiến Á Đông vốn đã tồn tại ở Trung Quốc hàng ngàn năm với hai cội nguồn, đó là bộ máy nhà nước tập quyền cao độ và không có đối trọng được vận hành bởi một tầng lớp quan lại được tuyển chọn thông qua học vấn, mà Việt Nam là một biến thể như vậy. Đặc điểm đặc quyền đặc lợi phản ánh rõ nhất trong sự tha hóa quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian bao cấp kinh tế khó khăn, giới chính trị đã sử dụng cơ chế phân phối vật chất theo đẳng cấp. Các lãnh đạo tùy theo phân loại, chẳng hạn hạng A đặc biệt dành cho các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, hạng B là cấp tương đương với thứ trưởng, hạng C là cao cấp, vân vân. Ngoài các tiêu chuẩn nhà ở, phương tiện đi lại, nơi nghỉ dưỡng, còn có các cửa hàng riêng để mua những mặt hàng hóa riêng không có bên ngoài xã hội. Đây là hình ảnh cùng lúc Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàn Minh cũng bỏ cọc đấu giá kỷ lục đất ở Thủ Thiêm, cùng Chủ tịch FEC bán chui cổ phiếu 75 triệu cổ phiếu, khiến thị trường nhiễu loạn, nhà đầu tư thua thiệt vô cớ mà không biết kêu ai. Thời kỳ đầu đổi mới kinh tế thị trường tạo ra động lực tăng trưởng thần kỳ với khối lượng của cải tạo ra trong bối cảnh toàn cầu hóa. Cải cách chính trị đã không theo kịp kinh tế, đã tạo cơ hội cho bộ máy quan lại có quyền và gần tiền trở nên tham lam, tìm mọi cách dưới các hình thức tinh vi để biến đặc quyền thành đặc lợi, trong đó chủ yếu liên kết công khai bởi chính sách hay mở ám bởi quan hệ thân hữu vì lợi ích nhóm với giới kinh doanh trong khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hay ở trong nước. Nhưng thực chất họ là các nhà tư bản để hình thành nhà nước tư bản thân hữu. Giới lãnh đạo đảng này đang là tầng lớp hữu sản giàu có, ý thức hệ linh hoạt đang cố giải thích thực tế này dù bằng truyền thống cách mạng vẻ vang của chế độ cha anh rằng thành tích xóa đói giảm nghèo là to lớn hay tương lai đất nước sẽ hùng cường sẽ vẫn là chủ nghĩa xã hội, mà sự thực hành chính sách thực dụng hiện nay chỉ là sách lược, tuy nhiên cũng không thể phủ nhận được khoảng cách giàu nghèo chênh lệch lớn, mà đấy là đại bộ phận dân lao động nghèo trong khi giới lãnh đạo giàu có ở trên đỉnh thang do phần thượng tầng xã hội. Bản chất quyền lực và lợi ích của bộ máy nhà nước đã thay đổi. Tầng lớp hữu sản giàu có đang củng cố vị trí trong hệ thống chính trị hiện tại. Họ có đặc quyền để chuyển thành đặc lợi, và tất nhiên hơn thế, cái đặc quyền thiêng liêng ấy luôn được níu kéo, viện dẫn để sẵn sàng bảo vệ những đặc lợi đã tích lũy qua các thế hệ. Vậy cải cách chính trị sẽ ra sao nếu không thay đổi cách tiếp cận đây?